Xin chào mọi người, đây là một video ngắn thôi, nó xuất phát từ một gợi ý của một người em. Thật ra, câu chuyện đã có từ rất lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng nó lại được gây sốt trở lại. Gần đây, nó là một chủ đề nổi bật trên mạng xã hội TikTok về một bàn tay rất lớn được quan sát từ Google Maps, Google Earth, nói chung là bản đồ vệ tinh. Đây có phải là một hiện tượng kỳ lạ, siêu nhiên gì hay không? Tôi sẽ đưa ra những dữ liệu để chúng ta có cái hiểu rốt ráo và rất là nhanh gọn thôi. Vô vấn đề luôn, chúng ta cùng xem bản đồ vệ tinh để xem có một bàn tay như thế ở trên bản đồ hay không. Mọi người nói là ở khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc. Trong những phần trước thì chúng ta đã nhắc đến những cái địa danh ở Nội Mông rồi, như là Bao Đầu, như là Đà Lạt vân vân. Hôm nay chúng ta cùng đến với một cái thành phố rất là xa xôi, giáp biên giới với Mông Cổ. Đây là thành phố Erinhot. Và đây chúng ta thấy một cái bàn tay nhỏ nhỏ như thế này đây, nhưng mà thực ra nó rất là lớn luôn. Độ chừng là khoảng chừng vài trăm mét á. Nó cách thành phố Erinhot vào khoảng là khoảng 5-6 km gì đó. Erinhot là một cái tên theo phiên âm của Mông Cổ. Còn Trung Quốc thì họ gọi là Nhị Liên Hạo Đặc Thị. Nhị Liên Hạo Đặc Thị nha. Giống như là một cách phiên âm của tiếng Mông Cổ thôi. Nếu mà bạn nào đọc tiếng Trung được thì nó rất là gần với cái từ này. Bàn tay này thì rất là lớn luôn. Chúng ta cùng xem 3D cho nó đẹp nha. Thật ra khi mà một người em nói với mình thì mình đã lên xem. Tôi tưởng là một cái người nào đó đã dơ một cái bàn tay, kiểu như là một cái lỗi chụp ảnh vào trong cái ống kính. Nhưng mà khi xem xét kỹ thì không phải, tại vì nó không có sắc sảo giống như một bàn tay của con người. Các bạn có nhớ đến bộ phim của Châu Tinh Trì không? Một bộ phim võ thuật và hài. Đó, biết đâu cái chỗ này nó hình thành như vậy ha. Thậm chí một số người còn nghĩ đây là hiện tượng siêu nhiên nữa các bạn. Nhưng mà thực ra không phải. Chúng ta cùng Google một tí. Hôm qua mình đã tìm rồi. Thì hôm qua thì tôi đã tìm hiểu một số những cái trang báo ở Trung Quốc cũng như là ở nước ngoài, cũng như là ở cái gọi là cơ quan du lịch của Nội Mông Cổ. Thì mới biết đây không phải là một cái hiện tượng gì đó siêu nhiên lắm. Nó là một cái gọi là một cái tác phẩm nghệ thuật thôi, ở Nội Mông Cổ, ở thành phố Erinhot. Và tác phẩm này có tên là Lòng Bàn Tay Phật. Đó, thì có diện tích là khoảng 40.000 m², tức là ước tính khoảng 6 sân bóng đá. 6 sân bóng đá nếu mà chúng ta ước tính thì nó cũng khoảng vài trăm mét đó. Nhưng mà thực tế tôi nghĩ rằng nó chỉ khoảng chừng khoảng 200-300 mét gì đó thôi. Đó là cũng như là mình ước tính theo cái Google Maps họ ước tính vậy thôi. Thì chúng ta cùng xem một số hình ảnh nữa nha. Đây, ở hai cái điểm này giống như là có hai cái hồ nước vậy. Và ở khu vực này là một cái vùng đồng cỏ. Nhưng thực ra vào mùa hè thì khu vực này rất là nóng bức. Phần lớn khu vực Nội Mông Cổ, hay là người Mông Cổ họ gọi là Nam Mông Cổ đó, thì là một cái khu vực sa mạc, gọi là sa mạc Gobi. Thì cái điều kiện khí hậu nó cũng khá là khắc nghiệt. Chúng ta thấy đây thì nó không có sắc sảo lắm ha. Nó bị hơi kiểu như là hơi bị xấu xấu á. Xem kỹ rất là gần, tôi cũng không biết cái này làm bằng cách gì. Có thể bằng đất ha. Chúng ta cùng xem cận cảnh nha. Rồi, tóm lại rằng là cái vấn đề này không phải là một cái gì đó nó siêu nhiên, một cái gì đó nó đặc biệt, nó ngoài sức tưởng tượng của con người. Tuy nhiên có một vấn đề như thế này, có rất nhiều tài liệu, thậm chí là những trang báo thì họ cũng không đề cập ai là người đã tạo ra cái tác phẩm này. Kể cả những trang web du lịch của Nội Mông Cổ thì cũng không thấy tên tuổi của cái người sáng tạo ra cái tác phẩm này. Bởi vậy mới xuất hiện một số cái những cái đồn đoán rằng là những cái người ngoài hành tinh, những người gì đó đã tạo ra bức này. Nhưng mà tôi thấy là cái vấn đề này là vấn đề về con người thôi, của con người thôi, chứ không phải là gì khác mà siêu nhiên đặc biệt hết.
Rồi, thì cái video này ngắn gọn và đơn giản như vậy thôi. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Và trong thứ bảy này sẽ có một video nó sẽ chất lượng hơn. Cảm ơn các bạn.